thánh tâm Chúa Giêsu. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Một, trong mọi nhu cầu, xin chạy đến cùng Chúa, tin tưởng và khiêm nhường thưa với Chúa rằng: Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Hai, trong những lúc con do dự, phân vân và bị cám dỗ, lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Ba, trong những lúc cô đơn, mỏi mệt và thử thách, lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. 4. Lúc các chương trình và mong ước của con đều thất bại, lúc con tuyệt vọng, khốn khổ, u sầu, lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. 5. Lúc những kẻ khác ruồng bỏ con, vì chỉ có ơn Chúa mới hỗ trợ con, lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. 6. Lúc con phó mình cho tình yêu dịu ngọt của Chúa là Cha và là Đấng Cứu Chuộc, lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. 7. Lúc tâm hồn con buồn phiền chán nản, nhận thấy các nỗ lực của con không ích lợi gì, lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. 8. Lúc con cảm thấy bồn chồn vì thánh giá của con làm con bức rứt, lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. 9. Lúc con đau yếu trí óc và đôi tay con không làm được việc gì và con bị cô độc lẻ loi, lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. 10. Luôn luôn, mặc dầu những yếu đuối, sa ngã và những điều thiếu sót của con, lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. 0 quá muộn để nên thánh. Người Nhật Bản có kể một câu chuyện như sau. Genka là một thanh niên con của một hiệp sĩ samurai. Anh được tuyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình. Không mấy chốc, Genka đem lòng say mê người vợ của chủ mình. Anh lập mưu giết người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ. Anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà, nhưng không mấy chốc, người đàn bà đã để lộ nguyên hình của một con người ích kỷ, đê tiện. Genka đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác. Ở đó, anh sống qua ngày bằng nghề hành khất. Trong cảnh bần cùng khốn khổ, Genka đã bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để đền bù cho quá khứ nhơ nhớp của mình. Anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ mình vì khí hậu khắc nghiệt cũng như vì công việc nặng nhọc. Genka đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy. Ban ngày đi khất thực, ban đêm vào đường xuyên qua núi. Genka cặm cụi làm công việc ấy ròng rã trong 30 năm trời. 2 năm trước khi Genka hoàn thành công trình của mình, thì người con của viên chức triều đình mà anh đã sát hại trước kia bỗng tìm ra tung tích của anh. Người thanh niên thề sẽ giết Genka để trả thù cho cha mình. Biết trước mình không thoát khỏi án phạt vì tội ác mình đã gây ra mấy chục năm trước, Genka phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin: Tôi xin sẵn sàng chịu chết, nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc tôi đang làm dở.
Khi mọi sự đã hoàn tất, cậu hãy giết tôi. Người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù cho cha. Nhưng trong khi chờ đợi, không biết làm gì, người thanh niên đành phải bắt tay vào việc đào đường với Zenka mà vẫn nuôi chí báo thù cha. Nhưng chỉ một năm sau, cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình, người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh lại thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục chịu đựng của Zenka. Con đường đã được hoàn thành trước dự định. Giờ đây, dân chúng có thể qua lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng. Giữ đúng lời hứa, Zenka đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Zenka dậy, vừa nổi trong tiếng khóc. Làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi? Câu chuyện trên đây hẳn hàm chứa một nhiều bài học. Ngạn ngữ Latin thường nói, sai lầm, vấp ngã là chuyện thường tình của con người. Nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỷ. Nét đẹp quý phái nhất nơi lòng người đó là còn biết hồi tâm, còn biết nhận ra lỗi lầm và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện trên đây, hẳn phải là hình ảnh của sự phục thiện mà Thiên Chúa vẫn luôn khơi dậy trong lòng người. Nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên đây có lẽ là tình liên đới xóa tan được hận thù trong lòng người. Người thanh niên đã khám phá ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với Zenka, con người mà trước đó anh đã quyết tâm tiêu diệt cho bằng được. Quả thực, tình liên đới, sự đồng lao cộng khổ, sự hiện diện bên nhau có sức tiêu diệt được hận thù trong lòng người.